Hi, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Điện Máy Ruby. Hôm nay thì xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tủ loa karaoke di động. Dòng tủ này phục vụ những đám tiệc sinh nhật lớn nhất quý vị và các bạn. Vì sao phục vụ được lớn? Tại vì cái tủ loa nó rất là lớn, công suất lớn, sử dụng bát súp 50, một củ bát súp 50. Xin mời anh quay xích cho đây để cho quý vị và các bạn xem cho nó rõ. Loa được sử dụng củ bát súp 50, dòng bát từ 220 quay 100. Đây, anh quay cái bát này cho quý vị và các bạn xem. Bát như vậy. Bát từ 220 quay 100, dòng bát súp cao cấp 5 tấc. Trước đây vẫn ráp cho những cái dòng súp chuyên dùng cho loa sân khấu, sự kiện. Thì bây giờ mình áp dụng vô cái loa tủ loa kéo này. Và loa full thì gồm có một củ bát 40, một củ bát 40 từ neo coi 76, và phía bên trên này là sai hành củ chép neo bi 850, neo bi 850 hai bên thành một cặp loa full, và giữa là một cái loa súp. Hai bên là một cặp loa full và giữa là một cái loa súp, rất là đặc biệt đúng không ạ? Bản thân cái tủ này nếu mà quý vị và các bạn ráp những cái bát thường thì nó sẽ rất là nặng luôn, nặng lắm. Thế là bên mình sẽ cho vào đó là bát neo và chép neo luôn để hạn chế được cái độ nặng đi và cho nó nhẹ nhàng, anh em mang đi lại cho nó dễ dàng. Đi lại thì nó tuy hơi nặng, vẫn hơi nặng một chút xíu, nhưng mà bánh xe là dòng bánh xe cao cấp nhất rồi, bên mình áp con bánh xe này quý vị và các bạn đẩy đi đẩy lại là thoải mái luôn, không có vấn đề gì hết. Và đây xin mời anh quay gần như đây. Đây là cái tủ máy có khóa đàng hoàng. Đấy, các bạn mà các bác cho đi thuê thì khóa lại rồi để đó cho quý khách cứ hát sau hát thôi, mở ra để chỉnh. Đầu tiên sẽ là một con men 3 kênh, hai kênh đánh full là công suất là 800W trên một kênh, một kênh đánh súp là 1300W trên một kênh. Với con men này quý vị và các bạn có thể đánh thêm một cái cặp loa, đây nó có hai cái trống sẵn này quý vị và các bạn, hai cái lỗ trống này, cắm một cặp loa full coi 75 lên là đánh là ok luôn. Tại vì khi mình thêm một cặp nữa thì nó sẽ thành ở cái chế độ là 4 ohm rồi. 4 ohm thì nó sẽ cho ra cái công suất 1600W. Kế đến là cái bộ mic. Bộ mic cũng vậy, rất là xịn xò luôn. Áp dụng cho những dàn sân khấu thì hôm nay đem vô đây luôn. Và kế đến là con vang. Con vang này thì nó đầy đủ các chức năng. À, loa karaoke di động là phải có bằng Bluetooth rồi, bắt điện thoại hát to. Chút xíu nữa sẽ hát qua điện thoại cho quý vị và các bạn cảm nhận rõ. Đấy, nó có 1 2 3 4 chế độ, 4 mode chỉnh khác nhau. Đấy, mode 1, mode 2. Nó sẽ khác biệt tùy theo mình cài đặt. Đó, tùy theo mình cài đặt. Và về cái giá thành. Đúng ra cái bộ mà lên cái hàng cũng như vậy với bát neo và chép neo bình thường, quý vị và các bạn mua một cái cặp loa neo full đơn 40 neo thôi, giá nó đã là 8,5 triệu, 9 triệu hoặc là mười mấy triệu tùy theo dòng. Đó, tùy theo dòng. Đó là mỗi cặp loa full không ấy, quý vị và các bạn. Còn đây là nguyên một cái bộ dàn tích hợp hết cả full cả súp cả dàn máy vào đây cho quý vị và các bạn. Với một bộ này thì giá niêm yết thì nó là 30 triệu. Giá niêm yết nó là 30 triệu. Thì hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, ngày 11 tháng 11 và năm 2021, tất cả các sàn thương mại điện tử đang có những chương trình ưu đãi mở giảm giá rất là hấp dẫn, một năm duy nhất chỉ có một lần. Và hôm nay bên mình cũng sẽ áp dụng cho cái tủ loa kéo này, tủ loa karaoke di động mà của hãng này, thì giá 30 triệu giảm ngay 3 triệu 30 triệu giảm ngay 3 triệu như quý vị và các bạn. Thì giá cuối cùng còn lại chỉ có 27 triệu thôi, 27 triệu thôi, áp dụng của cái tủ này trong ngày 11 tháng 11. Qua ngày đó nhiều quý vị và các bạn có thể xem sau, nhưng không sao, cứ bắt máy lên gọi cho bên mình, bên mình sẽ đáp ứng cho quý vị và các bạn, sẽ dành những ưu đãi đến cho quý vị và các bạn. Không có những chương trình này thì có những chương trình khác, xin mời quý vị và các bạn cứ anh nhận gọi, không có vấn đề gì hết, chúng tôi luôn luôn nghe máy. Và về cái chế độ bảo hành thì bảo hành cái loa này là 1 năm đồng bộ tất cả luôn, bảo hành cho quý vị và các bạn 1 năm sử dụng, có những vấn đề gì
sửa chữa thay đổi hoàn toàn miễn phí luôn. Và cái loa này quý vị và các bạn có cái lưới nhá, mình tháo cái lưới ra rồi, tháo cái lưới ra rồi để cho quý vị và các bạn nhìn cho nó rõ cái bát loa này và bát súp, bát full và bát phúc, bát súp để cho quý vị và các bạn thấy cho nó rõ, chứ nó là nó có cái lưới nhé quý vị và các bạn, đừng lo chuột bọ này thế kia. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn nghe nhé.
Vừa rồi đã test cho quý vị và các bạn nghe dòng nhạc karaoke Bolero, nhạc The Big trên cái dòng loa karaoke di động và rất là khủng này và rất là VIP này. Quý vị và các bạn có những cảm nhận và những đánh giá gì xin cứ để lại cái bình luận phía dưới. Mọi thông tin chi tiết xin quý vị và các bạn liên hệ hai số điện thoại hiện trên màn hình: điện máy Ruby số 16A đường Cây Keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.